Ta sẽ hảo. Trong video tiếng Trung cấp tốc cho người đi làm phần 7 ngày hôm nay, chúng ta học tiếp 20 câu. Câu 121. Miễn thiên vỗ chỉnh chạc. Miễn thiên là ngày mai, vỗ là tôi, chỉnh chạc là xin nghỉ. Miễn thiên vỗ chỉnh chạc. Ngày mai tôi xin nghỉ. Miễn thiên vỗ chỉnh chạc. Câu 122. Nǐ qíng jǐ tiān jiā. Nǐ là bạn. Qíng jiā là xin nghỉ. Jǐ tiān là mấy ngày. Nǐ qíng jǐ tiān jiā. Bạn xin nghỉ mấy ngày. Nǐ qíng jǐ tiān jiā. Câu 123. Tā qíng bīng jiā hái shì qíng shì jiā. Tha là anh ấy, chỉnh binh chạ là xin nghỉ vì bị bệnh, hải sư là hay là, chỉnh sư chạ là xin nghỉ việc riêng. Tha chỉnh binh chạ hải sư chỉnh sư chạ, anh ấy xin nghỉ vì bị bệnh hay là xin nghỉ việc riêng. Tha chỉnh binh chạ hải sư chỉnh sư chạ. Câu 124. Lão Tông Phả quy định khuân chạ tô sọc thiên. Lão Tông Phả là luật lao động. Quy định là quy định. Khuân chạ là nghỉ kết hôn. Tô sọc là bao nhiêu. Thiên là ngày. Lão Tông Phả quy định khuân chạ tô sọc thiên là luật lao động quy định nghỉ kết hôn được bao nhiêu ngày. Lão Tông Phả quy định khuân chạ tô sọc thiên. Câu 125. Tha yào siêu chản chạ lạ. Ní chào cơ rỉnh tai thi tha bạ. Tha là cô ấy. Yào chấm 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 lờ là sắp sửa rồi. Siêu chản chạ là nghỉ thai sản. Nị là bạn, trạo là tìm kiếm, cơ là lượng từ, rỉnh là người, tai thi là thay thế, tha là cô ấy, bà có nghĩa là nhé đi nào thôi. Tha yào siêu chản chạ là, nị trạo cơ rỉnh, tai thi tha bà là cô ấy sắp sửa nghỉ thai sản rồi, bạn tìm người thay thế cô ấy đi. Tha yào siêu chản chạ là, nǐ zhǎo ge ren tài thi tha bà. Câu 126. Gōng shāng jiā you xīn shuǐ ma? Gōng shāng jiā là nghỉ tai nạn lao động. Yǒu là có. Xīn shuǐ là tiền lương. Ma là không. Gōng shāng jiā you xīn shuǐ ma? Nghỉ tai nạn lao động có lương không? Gōng shāng jiā you xīn shuǐ ma? Câu 127. Dù xin chạ có nghĩa là nghỉ hưởng lương. Dù xin chạ. Câu 128. Ủ xin chạ. Ủ xin chạ có nghĩa là nghỉ không lương. Ủ xin chạ. Câu 129. Nì liễu chìa lão tôn phạ sang chạ tờ quy tinh mà. Nì là bạn, liễu chìa là hiểu. Lão tôn phạ là luật lao động. Sang chạ là nghỉ việc tan. Tờ là trợ từ. Quy tinh là quy định mà là không. Nì liễu chìa lão tôn phạ sang chạ tờ quy tinh mà. Là bạn có hiểu quy định về nghỉ việc tan của luật lao động không? Nì liễu chìa lão tông phả sang chia tờ quy tinh mà. Câu 130. Chu sấm mà sư là. Chu là xảy ra. Sấm mà là gì? Sư là việc. Lơ là rồi. Chu sấm mà sư là. Đã xảy ra việc gì rồi? Chu sấm mà sư là. Câu 131. Tao tỉ chẩm mà hủy sư. Tao tỉ là rốt cuộc. Chẩm mà hủy sư là nguyên nhân sự việc là như thế nào.
到底怎么回事？rốt cuộc nguyên nhân sự việc là như thế nào? 到底怎么回事? Câu 132. 发生了什么事? 发生là phát sinh, là xảy ra. Lơ là rồi, đã. 什么事là việc gì? 发生了什么事? Đã xảy ra việc gì? 发生了什么事? Câu 133. 原来是这样。原来là thì ra, 是 là, 这样là như vậy. 原来是这样, thì ra là như vậy. 原来是这样. Câu 134. 他年龄不大, 可是工作经验很丰富. 他 là anh ấy, 年龄là tuổi tác, 不 là không, 大 là lớn, 可是 là nhưng mà. Công chua là làm việc, kinh nghiệm là kinh nghiệm, hình là rất, phân phu là phong phú. Tha nền lĩnh bú tạ, khở sư công chua kinh nghiệm hẳn phân phu. Là anh ấy tuổi tác không lớn, nhưng mà kinh nghiệm làm việc rất là phong phú, rất là giàu kinh nghiệm. Tha nền lĩnh bú tạ, khở sư công chua kinh nghiệm hẳn phân phu. Câu 135. 下个月我离职, 我要换工作. 下个月 là tháng sau, 我 là tôi, 离职 là nghỉ việc, 我 là tôi, 要 là phải, 换 là đổi, 工作 là công việc. 下个月我离职, 我要换工作. Tháng sau tôi nghỉ việc, tôi muốn đổi việc. 下个月我离职，我要换工作。Câu 136. 社会保险，社会 là xã hội, 保险 là bảo hiểm, 社会保险 là bảo hiểm xã hội, 社会保险 và cái cụm từ này mình có thể nói tắt thành 社保，社保。Câu 137. Y liệu bảo hiểm. Y liệu là y tế. Y liệu bảo hiểm. Bảo hiểm y tế. Y liệu bảo hiểm. Câu 138. Sư yê bảo hiểm. Sư yê là thất nghiệp. Sư yê bảo hiểm. Bảo hiểm thất nghiệp. Sư yê bảo hiểm. Câu 139. 有的人喜欢上班，可是不喜欢加班。有的人 là có những người, 喜欢 là thích, 上班 là đi làm, 可是 là nhưng mà, 不 là không, 喜欢 là thích, 加班 là tăng ca. 有的人喜欢上班，可是不喜欢加班。Có những người thích đi làm, nhưng mà không thích tăng ca.有的人喜欢上班，可是不喜欢加班。Câu 140. 这个星期我上白班，下个星期上夜班。这个星期 là tuần này. 我 là tôi. 上白班 là làm ca ngày. 下个星期 là tuần sau. 上夜班 là làm ca đêm.这个星期我上白班，下个星期上夜班。Tuần này tôi làm ca ngày, tuần sau tôi làm ca đêm. 这个星期我上白班，下个星期上夜班。Các bạn thân mến, video tiếng Trung cấp tốc cho người đi làm phần 7 của ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt các bạn.再见。